Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt đợt 2 năm 2024, các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tổng kinh phí khi thực hiện chính sách hỗ trợ đợt này là hơn 91 tỷ đồng cho 1.025 tàu cá. Trong đó, huyện Phú Cát có 129 tàu, huyện Phú Mỹ có 60 tàu, thị xã Hoài Nhơn có 806 tàu, thành phố Quy Nhơn có 30 tàu. Thời gian qua, việc triển khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa của tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả thiết thực, đã góp phần động viên ngư dân mạnh dạn vươn ra các vùng biển xa để khai thác hải sản, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời góp phần quan trọng vào việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.